Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tiền Tài. Quý vị và các bạn thân mến, kỳ tài họ là ai? Họ có thể là những nhân vật có những tài năng vô cùng đặc biệt. Họ luôn luôn đi tiên phong và sáng tạo trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Họ cũng có thể là những kỷ lục gia, hay cũng có thể là những người nổi tiếng mà được tất cả quý vị yêu mến. Và Lê Lộc và Quang Bảo sẽ là hai đội trợ lý đắc lực nhất để tiến cử người kỳ tài đến với người giải mã. Và ngay bây giờ, cho phép chúng tôi xin được giới thiệu siêu nhân Quang Bảo. Siêu nhân Tyler. Siêu nhân Hailey. Siêu nhân Chí Ơ. Một siêu nhân Cao. Và bây giờ, tôi, Thiên Thần Lê Lộc. Thiên Thần Nguyên Đào. Thiên Thần Tina Em. Thiên Thần Môn Hoàng Anh. Thiên Thần Đỏ. Chúng ta hãy cùng chào đón người giải mã. Người giải mã xin kính chào quý vị. Cảm ơn hai đội trợ lý. Bên đây là đội Wood. Cái gì vậy? Gao hả? Gao. Đây là đội Thiên Thần Đỏ. Chỉ có một người mặc áo đỏ. Chúc mừng. Người à, đeo kiến đen không có thấy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những người có biệt tài, và chúng ta sẽ giao lưu với họ, sẽ hỏi họ là ủa tại sao họ lại có tài như vậy. Do nỗ lực phấn đấu bẩm sinh, và thông qua đó chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ giải mã kỳ tài. Hôm nay đội nào sẽ đề cử đây ạ? Dạ, đội Thiên Thần Đỏ. Thiên Thần Đỏ. Và để cho cái màn giới thiệu nhân vật kỳ tài hôm nay có sự hấp dẫn hơn, thì đội Thiên Thần Đỏ sẽ có một tiết mục để thử tài đoán của đội Siêu Nhân Gao. Một cộng một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, và năm với năm là mười. Xong tưởng làm biết cái gì ghê đó. Một với một là hai, hai với hai là bốn, bốn với một là năm, năm với năm là mười. Tính toán đúng rồi. Tôi nghĩ chắc là đội Thiên Thần Đỏ giới thiệu chủ quán bar, vừa tính tiền vừa đọc rap. Được. Chủ quán bar đâu có cầm cái muỗng như vậy đâu chú. Là chủ nhà hàng hả? Bà chủ cháo lòng. Bà chủ cháo lòng bán cháo lòng ở trong cái hẻm Võ Văn Tần. Vừa bán vừa đọc rap về cháo lòng. Có luôn á? Có. Anh giới thiệu được không? Nhưng bà nghỉ lâu rồi chắc không có mời lên. Trời ơi. Thôi mọi người đừng có đoán nữa. Bây giờ muốn biết là ai thì xin mời mọi người hãy xem clip. Ấy lấy máy tính tính lại và chưa bao giờ sai hết. Cô tính tiền như đọc rap vậy á? Muốn tính nhanh giống cô. Cô ơi, tính tiền giùm con á. Cô à. Thì cô có nhìn vẻ cô tính tiền ngay con, nước là 8 ngàn, 8, 8, 16, 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 chắc phải là bơm khí đá thì mới tính kịp. Để hơi không có đủ đó. Rồi em không kịp nghe cái gì luôn anh. Đúng cái gì mà 86 rồi. Bài phật cái là ra giá liền luôn á. Rất đặc biệt. Quý là ai? Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cô Nguyễn Thị Nghĩa. Ê, chào chị Nghĩa. Trời đất ơi. Trời ơi. Nhân vật trên clip đây hả? Được. Quá dữ. Một với một là hai, và hai với hai là bốn. Dễ thôi. Trời ơi. Cảm ơn người Linh. Chị nghĩ là bao nhiêu tuổi rồi?
Năm nay là 55 tuổi. 55 tuổi hả? Quê của Nghĩa ở đâu? Có như người Sài Gòn, sanh ở đây. Người Sài Gòn luôn. Phải cô bán ở gần chợ Bà Chiểu đúng không? Đúng cô? Rồi. Đúng rồi, hồi đó con học trường Công Định đó cô. Đúng rồi. Học trong đó con có ăn trong hèn đó chi, cô thấy mặt con quen quen. Dạ. Ở đó là cô gần rất là nhiều trường. Võ Thị Sáu, rồi trường Công Định, rồi Lam Sơn. Để giải mã được cái điều này, chúng ta sẽ có nhiều từ khóa. Đội nào có nhiều câu trả lời đúng á thì đội đó sẽ nhận một món quà của cô Nghĩa. Có nghĩa là được một lần tới đó ăn uống khỏi tính tiền. Đúng rồi, ăn thoải mái luôn. Đó, nghe nói ăn uống thấy ham rồi đó. Bây giờ mình giải mã trước đi. Phần giải mã bắt đầu. Từ khóa đầu tiên, câu hỏi như sau. Trước đây cô Nghĩa làm gì ở hồ Con Rùa? Cô bán đồ ăn làm cho không? Hết thời gian. Được rồi. Chúc mừng. Dạ thưa chú Quyền Linh, thì con nghĩ là ngay chỗ hồ Con Rùa thì thường có đồ ăn vặt kiểu như há cảo nè, cá viên chiên nè, chỗ nè. Gần gần đúng rồi, chưa đúng. Bán gì? Cô bán cà rem hả con? Nó cũng là lạnh đó con, nó cũng là lạnh đó, nhưng mà không phải cà rem. Gần đúng. Gần đúng thôi, có nghĩa là chưa ai đúng hết. Chút xíu khoan trả lời nha. Vậy thì trước đó là cô bán gì? Chè bưởi, chè thân, sâm bộ lượng, rồi thạch dừa. Mà cô chỉ bán có 1.000 thôi nha. Bán cho học sinh thời năm 94 là chỉ học sinh sinh viên có 1.000 ly ngàn. So năm 94 mà bán cái giá đó thì cũng rất là rẻ. Hai đội đều chưa đáp đúng, có nghĩa là vẫn đang hòa nhau nha. Chúng ta sẽ đến với từ khóa thứ hai. Món chè đậu đen có ý nghĩa gì với cô Nghĩa? Em nghĩ nếu mà cái nghĩa nó phải một cái câu chuyện gì đằng sau đó, minh tính là như vậy. Vậy là chốt ý nghĩa đi. Món chè đây là món này chè đầu tiên mà cô nấu cho người cô yêu ăn. Đúng rồi. Đấy, rồi em nghĩ như vậy. Em con thấy nụ cười của cô là con thấy cô hơi sai sai rồi đó. Cô nghĩ là cô không biết mà cô cũng không biết mà. Hiểu rồi đó. Món chè đầu tiên cô nấu cho người yêu cô ăn. Cô bổ sung gì không? Là món chè đầu tiên mà cô nấu cho con cô ăn. Đó là câu trả lời của mọi người, còn đáp án là do chính chủ nhân. Mà cô Nghĩa. Nói chung là cái câu hỏi này á, cô cũng không biết cái câu hỏi này, cũng không, dạ, không ngờ tới. Dạ. Khách mời thì không bao giờ biết được những cái điều đó. Món chè đậu đen là nó liên quan tới thời gian khó khăn mẹ cô bán chè đậu đen. Mẹ cô gánh đi ngoài đường bán. À, nhà cô là mấy, có mấy anh chị em vậy? Tới 9 anh chị em. Wow. Dạ. Mẹ cô phải đi gánh cực khổ vậy đó, lo cho mấy anh em trong gia đình. Lúc mà mẹ hấp hối mẹ mất á, mẹ cứ xưng tội với cha. Vô tình cô đi nghe thôi. Mẹ nói là thưa cha, suốt một đời con không hề ăn gian nói dối ăn một điều gì. Mà lúc đó là cô mới 16 tuổi, cô nghe mà không hiểu sao cái câu đó nó in sâu vô trong tâm trí cô á. Câu nói để như mà nhắn nhủ mình để mình suốt cuộc đời mình phải sống làm sao mà cho những xứng đáng như mẹ mình đã gì làm. Vậy thì từ cái gánh chè đậu đen đó mà mẹ cô Nghĩa đã lo cho cả 9 người con trong gia đình. Lúc giải phóng thì nói chung năm 75 anh cũng khó khăn mà. Thành ra mẹ cũng gánh đi bán đậu chè đậu đen rất nhiều. Mẹ nấu rất là ngon. Cô năm tháng cũng quên đi, nhưng mà bất ngờ hôm nay chương trình lên câu hỏi này làm cô sợ nhớ tới. Chứng tỏ rằng chương trình rất quan tâm đến đời sống của cô. Chương trình quá hay. Có thể hiểu những cái mà sâu xa, cái này là không ai biết. Dạ. Mà cô cũng chưa từng nói ra với ai. Chúng ta coi như đó là những cái kỷ niệm rất là đẹp, đáng nhớ. Và những kỷ niệm đó nó sẽ theo suốt những cái chặng đường mưu sinh của cô đó. Nó tạo nên một sự thành công đối với cô. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với từ khóa tiếp theo. Cái sự tính toán nó từ bắt đầu từ lúc nào? Mà lúc mà về bán hàng ăn này thì đầu ra bán thì cũng chỉ có 1-2 món. Sau mấy đứa học sinh sinh viên mấy em cứ nói cô ơi cô ăn ngán quá, cô thêm món đi. Thêm riết bây giờ nó 23 món. Thì chắc càng ngày nó cũng càng nâng cấp lên tính lên. Nhưng mà như em thấy là cái chuyện mà liên quan cái chuyện gì mình tính nhanh thì tính nhanh được. Nhưng mà cái chuyện mà tính tiền là mình phải thường mình sẽ tính rất là chậm để mình tính cho nó kỹ, cho nó chính xác. Cô động nhanh như vậy có cái nào cũng bị nhầm không? Ít lắm, có, cũng có nhưng mà rất ít. Có nhiều người không tin, họ tới rồi cũng lấy máy tính họ tính. Nhưng mà ít khi nào cô để sai lắm, tự nhiên cô bán cho khách là cô hay tính hai lần lắm. Lúc mà tính tiền xong cái đợi mấy bạn móc tiền ra là mình nhẩm coi sai là mình phải nói luôn chứ. Thôi để hỏi bên nào thiệt á. Nhiều khi thiệt cho khách hàng cũng mệt. Đúng rồi. Tức là cái bí quyết sao mà, tức là cô quen món rồi cô đọc luôn hay sao? Hay là cô tự đọc nhanh cái tự nhiên nó ra ráp? Hồi đó mình cũng không biết cái đó là ráp nữa. Do về sau này cái
hay có những chương trình rapper, xong rồi mấy bạn mới nói cô đọc giống rap quá rồi, nó đa số khách tới là khoái nghe cô đọc rap, cứ nói tới ăn nhiều nghe cô đọc rap. Hồi xưa cô học giỏi môn toán không? Không, cô dốt lắm. Hồi xưa cô học giỏi môn gì cô? Nói chung là giỏi môn văn. Môn văn à? Hồi xưa học không giỏi toán hả? Giờ cô có giỏi không? Giờ cô không nghĩ là cô giỏi mà cô nghĩ là mình quen thôi. Quen ngày nào cũng đọc. Để các bạn thấy rồi đó, trên đoạn view clip thì tính rất là nhiều, nhưng cô Nghĩa có thể tính nhẩm tối đa với con số bao nhiêu mới là quan trọng. Chứ giờ cô tính mà bàn ăn nhiều nhất là 1.2 triệu. Ồ vậy tôi biết một bí quyết rồi. Các bạn biết không, mình tới đó mình ăn thoải mái đi, có thể mình ăn tới 3 triệu luôn. Cuối cùng cô ấy vẫn tính đúng 1.2 triệu thôi. Ngày hôm nay là nhờ đồ ăn mẹ mới biết được anh là người như thế nào đó anh Linh đã. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa cuối cùng liên quan đến cái việc tính siêu tốc của cô. Bây giờ cho mỗi đội cử ra, mỗi người có thể cầm cái máy tính và tôi đọc xong là phải cho con số liền. Cô Nghĩa và hai đội trợ lý, 3, 2, 1, bắt đầu. 8, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4
chưa tính ra đúng không? Ra rồi mà nó thôi. Em nói thiệt luôn á, là em là một trong những đứa tính nhậm rất là lẹ, nhưng mà em không thể nào mà có thể tính một hơi được như cô hết trơn á. Đây là một trong những cái sự tính toán mà các bạn trẻ cần học hỏi. Bởi bây giờ khoa học tiến bộ quá, các bạn chỉ cần cái máy tính nè. Các bạn cầm điện thoại lên, các bạn quẹt 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 bằng tính thôi. Và chính cái sự tính toán đó nó không làm nên một cái sự sáng tạo và cái sự hoạt động của trí óc á. Máy móc có thể làm hư cái bộ sáng tạo của các bạn nhỏ. Hôm nay là một ngày cũng rất là vui. Cảm ơn cô Nghĩa rất là nhiều. Rồi một kỷ niệm chương dành cho cô. Cảm ơn chương trình và cảm ơn Quỳnh Linh. Cảm ơn cô Nghĩa. Cảm ơn hai bạn cùng chơi. Lê Lộc ơi, có bữa nào dẫn tới hai bạn tới cô sẽ đãi tụi con một bữa. Dạ, cảm ơn cô. Bạn này là biết nhờ nè. Cảm ơn hai đội, tôi không có tên ở trong đội. Mời Quỳnh Linh luôn chứ. Mình là cô là người rất ái mộ Quỳnh Linh. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô thật nhiều sức khỏe nha. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ sẽ là một món quà tinh thần vô cùng dễ thương đến từ ba cô gái xinh đẹp của chúng ta. Đó là Gina M, Hana và Hailey. Thank you.
chào đón quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Giải Mã Kỳ Tài. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp lại người giải mã. Người giải mã xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp một người có biệt tài hay một kỳ tài nào đây. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu với Giải Mã Kỳ Tài. Kính thưa người giải mã, hôm nay biệt đội Thiên Thần Đỏ của chúng em sẽ là người đề cử nhân vật kỳ tài. Đầu tiên, anh ta là người họ Phạm. Thứ hai, nhân vật này có quê ở Bình Định. Và anh ta tốt nghiệp Đại học Kiến trúc khoa Mỹ thuật. Không những thế, anh ta còn đạt rất là nhiều giải thưởng ở trong các cuộc thi như là giải 3 của chương trình Vietnam's Got Talent năm 2013, giải nhất của Bạn Có Thực Tài mùa thứ hai 2014. Và còn một điều quan trọng nữa, anh ta có thể vẽ tranh bằng kim tuyến, bằng nước và bằng lửa. Nghe đến đây thì người giải mã đã biết nhân vật đó là ai. Đói. Bởi vì người đó là liên quan đến Bạn Có Thực Tài. Mà người giải mã này là người dẫn chương trình. Hôm nay rất vui khi mà đội những Thiên Thần Đỏ đã đề cử người mà họa sĩ mà tôi đã từng yêu mến, Phạm Hồng Minh. Rất vui được gặp lại bạn. Nhân vật đã có rồi, chúng ta sẽ tiến hành giải mã. Phạm Hồng Minh bắt đầu vẽ từ năm bao nhiêu tuổi vậy? Em vẽ từ lúc nhỏ, tầm lớp 1. Thật sự lúc đó chỉ là trong lớp được thầy giáo rồi bạn bè khen là vẽ đẹp thôi. Phạm Hồng Minh sinh ra trong một gia đình có ba đời làm họa sĩ, đúng hay sai? Theo đội con nghĩ thì mới nãy anh có chia sẻ là năm anh học lớp 1. Từ cái dẫn chứng đó mà tụi con nghĩ là anh Phạm Hồng Minh sinh ra trong một gia đình có ba đời làm họa sĩ là sai. Đúng rồi, tại vì nếu như mà mình sinh ra một gia đình mà đã có ba đời làm họa sĩ á, thì kiểu gì mọi người xung quanh cũng sẽ nói rằng là trời giống ba quá ha, hay giống ông nội quá ha. Không có nha, không có. Em nè, ba má em làm nghệ sĩ nhưng mà lúc nhỏ của em á là em diễn rất là dở. Ủa, ý là bây giờ là em diễn hay á hả? Không, ý anh là em diễn xuất sắc, em hiểu không? Và theo tôi được biết thì nhà của Phạm Hồng Minh từ hồi nhỏ thì rất là khó khăn rồi ha. Bạn không có vẽ giấy tờ đâu, vẽ trên tường không à, đúng không? Dạ đúng rồi. Thật sự thì Minh sinh ra trong một vùng quê rất là nghèo. Đó là vùng quê của Bình Định. Không có những cái dụng cụ như màu sắc hay là giấy để mình vẽ. Mà Minh hay dùng những than á, than mà nhà để đốt củi đó, để vẽ lên tường nhà. Gia đình Minh thì không có ai làm họa sĩ cả. Chúc mừng Đồ Quang Bảo. Chúng ta sẽ đến với từ khóa số 2. Thời nhỏ, mẹ của Phạm Hồng Minh có gửi Hồng Minh qua cậu hay không? Hết thời gian. Chúc mừng. Em nghĩ đây là cái đáp án sai. Sai. Mình này đây đúng không? Dạ thì đúng á. Thật sự thì lúc nhỏ mình rất là ít nói, không hiếu động, không gọi phá. Sau khi mình học lớp cấp 2 thì trong nhà mình có một cái biến cố. Đó là ba của mình mất. Thì cái lúc đó thì gia đình rất là khó khăn nữa, cho nên mẹ mới gửi mình sang nhà dưỡng đó. Bởi vì lúc đó mẹ đang nuôi tới 6 anh em đi học, em là con út trong nhà. Thì sau đó em mới khăn gói vô Nha Trang, rời xa cái vùng quê mà Minh đã gắn bó từ nhỏ. Ngoài việc đi vẽ thuê, Phạm Hồng Minh đã làm thêm nghề gì để có tiền học đại học? Trong một thoáng nghĩ ra, con nhìn cái dáng vẻ của anh
Của mình rất là giống một ảo thật ra, nhưng mà con chợt nghĩ lại là đấy là nghề nghiệp trước đây nên là không phải. Nghĩa là chốt lại cái gì nè, chốt lại là cái gì? Hay là thời thường thì thường đi đại học thì vậy mọi người hay đi bồi bàn để kiếm tiền. Không, nghĩ không có đâu, tại vì dùng khả năng của mình sẽ kiếm được nhiều tiền và dễ dàng hơn. Mới đi dạy vẽ. Dạy vẽ đúng không? Dạ. Yeah. Đội của con nghĩ là hồi trước anh đã làm ảo thuật gia để có tiền đi học đại học. Ảo thuật gia. Tại vì á, con nghe cái thành tích của ảnh vẽ tranh bằng kim tuyến, vẽ tranh bằng lửa thì con nghĩ là ảnh cũng có biệt tài một tí xíu về ảo thuật. Cũng có thể một bên thì dạy vẽ thêm, một bên làm ảo thuật gia. Và Phạm Hồng Minh nói gì về những câu trả lời đó? Đi đại học á, thì thật sự thì Minh làm rất là nhiều nghề, nhưng mà song song với cái nghề vẽ của Minh thì Minh đam mê một bộ môn khác. Đam mê một bộ môn khác, đó là ảo thuật. Thấy chưa? Đó là ảo thuật. Thấy chưa? Thuật thuật. Đúng từ khóa luôn mà. Anh, cái này đam mê là một cái chuyện, còn cái chuyện mà chúng ta kiếm tiền đi học là chuyện khác. Ảo thuật. Đó đó, có kiếm tiền không? Em cũng đi diễn và kiếm tiền để sinh sống. Trời ơi, tôi nghi rồi mà, có ai tin tôi đâu. Ủa Minh ơi, lý do tại sao em lại vừa học vẽ mà em lại vừa đi học ảo thuật nữa? Thật sự ảo thuật này không phải là em học, mà em chỉ là xem trên mạng và tự mày mò và tìm hiểu thôi. Thì sau đó chỉ có một show, đúng, em đi diễn đúng một show để kiếm tiền. Đó là show diễn trong trường tiểu học. Show đó em nhớ em được nhiêu tiền không? Lúc đó em diễn được 250. Trời ơi, trời ơi, ảo thuật 250 là cũng nhiều lắm rồi đó. Show anh đầu tiên á, anh diễn xong anh phải trả tiền lại không? Diễn xong anh phải trả tiền lại không đó? Thật sự thì... Sao vậy chú, sao vậy? Tại vì diễn hư của người ta đó, hiểu không? Hồi xưa trong sân khấu thường có đài trưởng đó. Đài trưởng là người sắp xếp quần chúng. Đạo diễn là người sắp xếp vai chính. Mày muốn xin vô đứng sân khấu rất khó lắm. Phải năn nỉ với đài trưởng á. Đại trưởng là giống như là một cái trưởng chương trình vậy đó. Anh cho em xuất hiện chút xíu thôi. Mày đâu có được đâu, mày không có gì mà lên không được. Thôi xuất hiện chút xíu đi, em có 20 tặng anh. Cả 20 để được lên sân khấu. Trời ơi. Mà Phạm Hồng Minh diễn đầu tiên mà được 250 là nhiều hơn anh nhiều lắm rồi Minh ơi. Chúc mừng. Quá dữ luôn. Chúc mừng. Đây là màn trình diễn đầu tiên của em, đó là thi trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam năm 2012. Có thể nói là lần đầu tiên mà Minh mang cái bộ môn này lên tại sân khấu của Việt Nam để trình diễn. Khán giả lúc đó cũng như là ban giám khảo lúc đó, có thể nói là họ chưa bao giờ họ tận mắt, họ xem qua những cái tiết mục như vậy. Vẽ bức tranh bằng kim tuyến, vẽ chú Thành Lộc. Mình lấy cảm hứng từ một người nghệ sĩ người Pháp, đó là Jean-Pierre Branta. Những cái tiết mục mà nghệ sĩ này mang lên sân khấu trình diễn đó, nó tạo cái cảm hứng cũng như là một cái luồng sáng. Chính từ đó thì mình mới quyết định là theo đuổi cái bộ môn này luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với từ khóa tiếp theo. Phạm Hồng Minh được xác nhận là kỷ lục gia Việt Nam vì có bức tranh kim tuyến lớn nhất hiện nay. Đúng hay sai? Theo được con nghĩ là đúng. Các bạn đã để ý là anh có rất là nhiều tiết mục vẽ tranh. Và cái này là xác lập kỷ lục gia Việt Nam. Anh chỉ đem một trong những cái tiết mục đó ra để trình diễn. Và anh đã đánh lừa không, mình em đấy. Em vẫn tự tin anh ơi. Bên đây có bổ sung gì không? Dạ bổ sung sai. Bổ sung sai. Câu trả lời như sau. Mình dùng tiết mục, sử dụng tiết mục đó là sử dụng tiết mục đó là vẽ tranh bằng nước để xác lập kỷ lục gia Việt Nam, chứ không phải là bức tranh bằng kim tuyến. Vẽ tranh kim tuyến và vẽ tranh lửa, vẽ tranh nước đó, thì cái thế mạnh của Phạm Minh là thế mạnh nào? Tranh lửa là cái thế mạnh nhất của em, nhưng mà cái bộ môn tranh nước này thì em là mới sáng tạo ra, cho nên quyết định mang cái bộ môn tranh nước này để đi xác lập kỷ lục. Lại em nhớ là hôm đó là ngày 13 tháng 5, 2017 vừa rồi thôi. Và em cảm thấy rất là vinh dự bởi vì cái giải thưởng đó. Do chính những cái nỗ lực của bạn. Dạ. Chúc mừng Phạm Hồng Minh điều đó. Phạm Hồng Minh sẽ chắc chắn tặng món quà để tặng cho chương trình về một cái tiết mục mà có thể nói cũng rất là hấp dẫn về vẽ tranh. Mình sẽ đem một tiết mục mới, có thể nói đây là lần đầu tiên. Wow.
Mình kết hợp với màn hình chiếu để tạo một tiết mục mới và trình diễn tại đây. Ôi dễ hai tay luôn. Cái bức họa của một người đàn ông. Ủa Minh ơi, em vẽ trên cái hình mà chiếu từ video clip lên á, để nó có tác dụng gì em có thể giải thích luôn không? Thật sự đó là một cái câu chuyện mà em muốn chiếu lên, nhưng mà hôm nay Minh muốn nói về cha, bởi vì cha Minh đã mất, cũng như là một lời cảm ơn đối với Minh dành cho cha của Minh. Nên là đây bức hình của người cha đáng kính của Phạm Hồng Minh, muốn gửi tặng cho chương trình chúng ta một cái tình cảm thiêng liêng mà Minh đã thể hiện trên sân khấu ngày hôm nay. Và chương trình cũng muốn có một món quà cũng rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng đó cũng chính là những ký ức của Minh ngày xưa. Và chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để đón nhận món quà này đến với Phạm Hồng Minh. Minh biết ai không? Nhưng chúng rất là xúc động đúng không? Cậu có mấy câu thơ dành cho. Dạ. Văn võ bình định quê mình, xưa nay trọn vẹn nghĩa tình yêu thương, phát huy truyền thống quê hương, Hồng Minh năng động kiêu cường bước lên, việc tốt việc thiện không quên, vì dân vì nước đặt trên mọi điều, bà con tự hào xứng đáng tin yêu đôi mình. Họa sĩ đặc biệt Hồng Minh, vương cao thần tốc, thân tình cầu mong. Minh hãy giới thiệu cho mọi người biết đây là gì của Minh. Đây là cô dưỡng đã nuôi dưỡng Minh trong những năm mà Minh học cấp 3 tại Nha Trang, cũng như là cho Minh đi theo cái bộ môn vẽ này trong cái trường lớp được đào tạo chuyên nghiệp hơn. Và hôm nay cũng nhân dịp đây xin cảm ơn dưỡng và xin cảm ơn cô và tất cả mọi người đã luôn ủng hộ cũng như là nuôi dưỡng cái ước mơ của em từ nhỏ. Thưa quý vị, đó là món quà ngày hôm nay mà chúng tôi đã dành cho Phạm Hồng Minh, một người thân bất ngờ chúng tôi đã đưa từ Khánh Hòa vào đây. Và hy vọng rằng với cái niềm vui đó cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Phạm Hồng Minh trên một chặng đường lao động nghệ thuật nó cũng còn rất nhiều gian nan thử thách. Và một món quà xin gửi tặng cho hai